Chào mừng quý vị đang theo dõi bản tin Tổng giáo phận Hà Nội. Bản tin tổng hợp từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 6 tháng 4 năm 2024 sẽ có những nội dung đáng chú ý như sau. Thánh lễ hành hương và làm phép mặt bằng xây dựng trung tâm hành hương sở kiện. Làm phép nhà thờ giáo họ Lại Dụ sau 3 tháng đại trùng tu. Giáo họ Phù Đạm tạ ơn làm phép nhà thờ và bàn thờ. Thông báo chuyến thăm của Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh tại Việt Nam và thánh lễ chào mừng tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội. Số tín hữu Công giáo toàn cầu tăng trong năm 2022. Sau đây là phần tin trong Tổng giáo phận Hà Nội. Kính thưa quý vị, với hy hướng trở về nguồn, và mong muốn trung tâm hành hương sở kiện sẽ trở thành linh địa để củng cố và gia tăng đức tin cho các tín hữu. Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã quyết định khởi công xây dựng trung tâm hành hương kính các thánh tử đạo Việt Nam. Thánh lễ hành hương và làm phép mặt bằng xây dựng do Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự lúc 10 giờ thứ 6 ngày 5 tháng 4 năm 2024. Trung tâm hành hương sở kiện được biết đến là mảnh đất mang dấu ấn lịch sử truyền bá đức tin Công giáo từ lúc khởi đầu. Nơi đây lưu giữ rất nhiều thánh tích của các thánh tử đạo Việt Nam, đặc biệt là xương cốt của các thánh tử đạo đại diện cho 10 giáo phận miền Bắc. Việc xây dựng trung tâm hành hương kính các thánh tử đạo Việt Nam cũng là niềm mong ước và khát khao của các vị bề trên tiền nhiệm của Tổng giáo phận. Trong bài giảng lễ, Đức Tổng giám mục Giuse một lần nữa tỏ bày mong muốn này. Chúng ta là con cháu, là hậu sinh, nhìn lại lịch sử hào hùng của các bậc tiền nhân. Chúng ta có bổn phận phải tôn vinh các ngài. Chúng ta có bổn phận làm cho nơi này tỏa ra sự linh thiêng để mọi người tín hữu trong và ngoài nước đến đây mà cầu nguyện, tri ân các thánh tử đạo và nhất là để học được các bài học cần thiết từ chứng từ hùng hồn của các thánh tử đạo. Trước khi kết lễ, cha giáo an Nguyễn Văn Toàn, thư ký văn phòng tòa giáo mục đã lên công bố quyết định về việc thiết lập ngày đại hội hành hương các thánh tử đạo Việt Nam tại sở kiện. Theo đó, đại hội hành hương các thánh tử đạo Việt Nam sẽ được tổ chức từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 11 hàng năm. Bên cạnh đó, Đức Tổng Giám mục cũng thiết lập các ngày thứ 6 đầu tháng là ngày hành hương cấp giáo phận. Các giáo hạt sẽ lần lượt tổ chức ngày hành hương cấp giáo phận cũng như dịp đại hội. Ngay sau thánh lễ, đoàn đồng tế cùng cộng đoàn dân chúa tiến về nhà lưu trữ hải cốt để kính viếng các thánh tử đạo Việt Nam. Liền sau đó là nghi thức làm phép mặt bằng xây dựng trung tâm hành hương sở kiện. Trong Chúa Nhật Phục Sinh, giáo xứ Hòa Khê và Phùng Xá chầu mình Thánh Chúa thay mặt Tổng giáo phận với niềm vui dạt dào ơn Thánh Chúa. Qua ngày chầu lượt, cộng đoàn được nhắc nhở hãy luôn ấp ủ niềm hy vọng phục sinh để loan truyền cho mọi người xung quanh. Trong niềm vui mừng đại lễ phục sinh, Caritas giáo xứ Hà Đông đã tổ chức thăm và tặng quà cho các bệnh nhân khoa huyết học và khoa ung bướu tại Bệnh viện Nhi Trung ương, nơi điều trị cho rất nhiều các em thiếu nhi đang mang căn bệnh ung thư hiểm nghèo. Trong niềm vui của mùa phục sinh, sáng thứ Tư ngày 3 tháng 4, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã về làm phép nhà thờ giáo họ Lại Dụ thuộc giáo xứ Đông Lao. Hiệp thông cùng giáo họ trong ngày hồng phúc có sự hiện diện của quý cha trong và ngoài giáo hạt chính tòa, quý nam nữ tu sĩ, quý khách và đông đảo cộng đoàn. Giáo họ Lại Dụ tọa lạc tại huyện Hoài Đức, Hà Nội. Hạt giống tin mừng đã được gieo trên mảnh đất này cách đây hơn 100 năm. Cuối năm 2023, cha xứ Giuse Đỗ Hữu Thỏa đã cho đại trùng tu nhà thờ và khuôn viên xung quanh với tổng diện tích là 1.500 m². Sau 3 tháng, ngôi nhà thờ đã hoàn thiện. Ngỏ lời đầu lễ, Đức Tổng giám mục Giuse mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho giáo họ. Kế đó, Đức Tổng giám mục làm phép nước dày trên bàn thờ, tường nhà thờ và cộng đoàn để xin Thiên Chúa chúc lành và thánh hóa. Dưới ánh sáng lời Chúa, trong bài giảng, Đức Tổng giám mục Giuse giải thích cho cộng đoàn hiểu rõ hơn về ý nghĩa biến cố phục sinh. Ngài nhắn nhủ mỗi tín hữu luôn ý thức rằng Chúa luôn hiện diện trong các nhà thờ. Ngay sau lời nguyện tín hữu, Đức Tổng giám mục Giuse đọc lời nguyện thánh hiến và xông hương làm phép bàn thờ mới. Bên bàn tiệc thánh thể, cộng đoàn phụng vụ kết hợp với hy tế tạ ơn của Đức Kitô và cầu xin ơn đức tin, sự bình an và tinh thần hiệp nhất. Cũng trong Chúa Nhật Phục Sinh, nhiều giáo xứ trong Tổng giáo phận Hà Nội như giáo xứ Đại Lại, Tiên Hào, Gia Trạng, Tân Độ đã tổ chức hội thi giáo lý theo chương trình học hỏi năm mục vụ canh tân đời sống đức tin các hội đoàn do Ban giáo lý của Tổng giáo phận đưa ra. Để tham gia hội thi này, các hội đoàn cũng như cá nhân đã tích cực ôn luyện trong suốt mùa chay,
và sẵn sàng tham gia hội thi với một tâm thế hào hứng. Tại giáo xứ Tân Độ thuộc giáo hạt Phú Xuyên, 36 đội đã đăng ký dự thi, chia đều trong các giới từ quý cụ hội ông Thánh Doan Kim, hội bà Thánh Anna cho đến các em thiếu nhi. Nội dung thi xoay quanh tài liệu đã được ban giáo lý của Tổng giáo phận phát hành. Còn tại ba giáo xứ Đại Lại, Tiên Hào, Gia Trạng thuộc giáo hạt Nam Định, hơn 1.000 thí sinh đã quy tụ về giáo xứ Đại Lại, thể hiện tinh thần yêu mến và ham học hỏi giáo lý của cộng đoàn tín hữu trong khu vực. Trước khi bước vào hội thi, cộng đoàn cùng hiệp dâng thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh. Hội thi đã diễn ra trong bầu khí vui tươi nhưng không kém phần gay cấn. Hy vọng những kiến thức đã được kiến múc trong suốt thời gian học hỏi giáo lý sẽ giúp mỗi cá nhân tích cực sống đức tin và tham gia xây dựng hội đoàn của mình ngày thêm thăng tiến. Với niềm vui hân hoan mừng Chúa Phục Sinh, các giáo xứ Đinh Đồng, Bói Hạ và Đồng Danh đã tổ chức giải bóng đá cho các hội đoàn trong giáo xứ. Giải bóng mừng Chúa Phục Sinh cho các hội đoàn của hai giáo xứ Đinh Đồng và Bói Hạ được tổ chức trong hai ngày 30 và 31 tháng 3 năm 2024. Tại sân vận động giáo họ Đống Hai, giải đấu chính thức bắt đầu sau lời khai mạc của cha phó Gioan Bautista Mai Xuân Trường. Các đội đã mang đến cho khán giả nhiều trận đấu mãn nhãn, mang đậm tinh thần hiệp hành. Xuất sắc vượt qua các đối thủ, đội bóng giáo họ Phố Bói đã vô địch giải đấu, giáo xứ Bói Hạ giải nhì và giáo xứ Đinh Đồng đoạt giải ba. Giải bóng khép lại với thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh. Còn tại giáo xứ Đồng Danh, giải bóng hiệp hành cúp được tổ chức vào ngày 3 tháng 4 năm 2024 với sự tham dự của 7 đội bóng trong toàn xứ. Trận giao hữu đầu tiên diễn ra giữa đội bóng đá nam giáo xứ Đồng Danh 1 và giáo xứ Gò Mu. Trận thứ hai diễn ra giữa đội bóng đá nữ giáo xứ Đồng Danh và giáo họ Lũ. Trận thứ ba giữa đội nam giáo họ Lũ và giáo họ Tân Lâm. Trận thứ tư giữa đội bóng nữ giáo họ Lũ và giáo họ Tân Lâm. Trận cuối cùng diễn ra giữa đội bóng đá nam giáo xứ Đồng Danh và đội bóng đá nam giáo họ Lũ. Ngày giao lưu bóng đá đã đem lại niềm vui, tình thân mến, sự đoàn kết. Đây cũng là dịp thuận tiện để niềm vui Phục Sinh được lan tỏa đến với anh chị em chung quanh, đặc biệt là bà con không cùng niềm tin tôn giáo. Sáng Chủ nhật, ngày 31 tháng 3, cha xứ Gioan Bautista Nguyễn Văn Chiến đã khai trương thư viện sách cho giáo xứ Mạc Thượng thuộc giáo hạt Lý Nhân. Thư viện hiện có nhiều loại sách phong phú về nội dung, phù hợp với mọi lứa tuổi. Hy vọng thư viện sẽ thúc đẩy văn hóa đọc trong giáo xứ, đặc biệt là đối với các em thiếu nhi và giới trẻ. Thứ Năm ngày 4 tháng 4, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã dâng thánh lễ tạ ơn và làm phép bàn thờ nhà thờ giáo họ Phù Đạm thuộc giáo xứ Châu Thủy, giáo hạt Phủ Lý. Hiện diện trong thánh lễ có quý cha quản hạt Phủ Lý, Phú Xuyên, Lý Nhân, quý cha trong và ngoài giáo hạt Phủ Lý, quý thầy, quý sơ, quý ân nhân, quý khách và toàn thể cộng đoàn. Theo như lời Đức Tổng Giám mục Giuse, việc xây dựng nhà thờ là sự hồi sinh của một cộng đoàn đức tin đã 70 năm không có lời kinh, lời cầu nguyện, 70 năm không có mình Thánh Chúa đặt tại nơi đây. Đây được xem như một sự hồi sinh kỳ diệu của Chúa thực hiện nơi cộng đoàn nơi đây. Đến với giáo họ, Đức Tổng Giám mục Giuse bày tỏ niềm vui và sự bất ngờ sau vài năm trở lại mảnh đất Phù Đạm, mảnh đất hoang sơ ngày nào giờ đã có ngôi nhà thờ với tháp chuông vươn cao. Đây là sự nỗ lực của cha xứ, quý ân nhân và toàn thể giáo dân nơi đây. Chia sẻ trong bài giảng lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse nhấn mạnh, việc xây dựng ngôi nhà thờ này giúp chúng ta xác tín niềm tin và mời gọi ta sống thông điệp mầu nhiệm Phục Sinh. Kết thúc bài giảng, Đức Tổng Giám mục Giuse song hương làm phép bàn thờ mới. Từ nay, bàn thờ này chỉ được dành riêng cho việc thờ phụng Thiên Chúa, là nơi cử hành bàn tiệc thánh thể. Đó cũng là bàn tiệc quy tụ cộng đoàn chạy đến kiến múc nguồn sức mạnh thánh thiêng, đồng thời dâng lên Chúa tất cả niềm vui, nỗi buồn cũng như mọi công lao khó nhọc của đời thường. Vào lúc 18 giờ 15 thứ tư ngày 4 tháng 4, Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh đã gặp gỡ và huấn đức chủng sinh thuộc phân khoa thần học Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Được biết, Đức cha Lorenzo là người có thời gian gắn bó lâu dài với chủng viện, trong đó có 15 năm giữ chức vụ giám đốc, tính từ khi Đại chủng viện Thánh Giuse được mở cửa trở lại cho đến nay. Chủ đề bài chia sẻ của Đức cha được gợi ứng từ trong các tác phẩm của Thánh Gioan Tông Đồ, đó là tình yêu. Đức cha nói về sự quan trọng của tình yêu trong thế giới này và chỉ ra đặc tính của tình yêu này là cho đi, là ra khỏi chính mình. Qua đó, Đức cha mong muốn các chúng sinh biết đón nhận bài học từ tình yêu của Thiên Chúa bằng cách phục vụ người khác bằng tình yêu thương trong sứ vụ tương lai một cách chân thành và nhận nại.
Kính thưa quý vị, cứ vào những ngày đầu tháng 4 hàng năm, muôn người từ khắp nơi cả trong Nam lẫn ngoài Bắc, không kể lương giáo, cùng trở về giáo xứ An Khoái, cách riêng là với giáo xóm mang tên Thánh Vicente Ferre để mừng lễ kính ngài. Năm nay, thánh lễ được giáo xứ tổ chức vào thứ Bảy, ngày 6 tháng 4. Đầu lễ, Đức Tổng giám mục Giuse cầu xin Chúa ban cho mỗi người biết noi gương bắt chước Thánh Vicente trong đời sống đạo đức, được kiên vững trong đời sống đức tin, đức cậy, đức mến và nhiệt thành loan báo tin mừng của Đức Giêsu. Nhân ngày lễ kính thánh nhân, trong bài giảng, Đức Tổng giám mục Giuse giúp cho cộng đoàn hiểu rõ hơn về cách trình bày Thánh Vicente qua các biểu tượng như đốm lửa trên đầu ngài, đôi cánh thiên thần mà ngài được khoác trên vai, hay tay ngài cầm cuốn sách với ngón tay chỉ lên trời có ý nghĩa gì. Nhân dịp ngày hành hương đền Thánh Vicente, Đức Tổng giám mục Giuse nhắn nhủ cộng đoàn: chúng ta về đây không giống như đi tham dự một lễ hội ngoài đời hoặc những hình thức tín ngưỡng khác, nhưng chúng ta về đây để ca tụng Thiên Chúa vì người đã làm những điều kỳ diệu nơi cuộc đời Thánh Vicente. Qua lời chuyển cầu của thánh nhân, xin Thiên Chúa ban xuống những ơn cần thiết giúp chúng ta có một đời sống ổn định, bình an và vững vàng trong đức tin dù có bất cứ gian nan thử thách nào. Từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 6 tháng 4 năm 2024, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã cử hành tuần cửu nhật Kính lòng thương xót Chúa. Giờ Kính lòng thương xót Chúa được truyền hình trực tiếp từ nhà nguyện Fatima, Tòa Tổng giám mục Hà Nội vào lúc 3 giờ chiều. Tuần cửu nhật Kính lòng thương xót là cơ hội để mỗi tín hữu được cảm nghiệm sâu sắc hơn tình yêu của Thiên Chúa, đồng thời hiệp ý cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới, cho từ hội đồng giám mục lần thứ 16, cho sự tham gia vào đời sống giáo hội, cho việc canh tân đời sống đức tin các hội đoàn, cho người đau khổ, bệnh tật và cho người nghèo. Tuần cửu nhật Kính lòng thương xót đã khép lại sau giờ cầu nguyện chiều hôm nay, thứ Bảy, ngày 6 tháng 4 năm 2024. Trong ngày mai, Chủ nhật thứ Hai Phục sinh, toàn thể giáo hội sẽ mừng kính trọng thể Chủ nhật lòng Chúa xót thương. Kính thưa quý vị, chương trình Giờ Kinh Gia Đình do Ủy ban Gia Đình phối hợp với Ban Truyền thông Tổng giáo phận vẫn được tiếp tục trực tuyến vào mỗi tối hàng tuần từ thứ Hai đến thứ Bảy. Sang tháng 4 năm 2024, Giờ Kinh Gia Đình được chuyển tiếp từ Giáo xứ Hà Thao sang Giáo xứ Hoàng Nguyên thuộc Giáo hạt Phú Xuyên. Kính mời quý cộng đoàn hiệp thông tham dự. Tin Giáo hội Việt Nam. Nhận lời mời của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, sẽ thăm Việt Nam từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 4 năm 2024. Trong chuyến thăm này, Đức Tổng giám mục Gallagher sẽ cử hành thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội vào lúc 18:30 ngày 10 tháng 4, tại Nhà thờ Chính tòa Phủ Cam Huế lúc 8:00 sáng ngày 12 tháng 4, tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn lúc 17:30 ngày 13 tháng 4. Thánh lễ sẽ được trực tuyến trên các kênh của Ban Truyền thông của ba giáo tỉnh. Đây là chuyến thăm đầu tiên các Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh Vatican đến Việt Nam. Dự kiến Đức Tổng giám mục Gallagher sẽ gặp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, ông Bùi Thanh Sơn vào chiều ngày 9 tháng 4, hội kiến với Thủ tướng Phạm Minh Chính và chào thăm lãnh đạo Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ vào ngày 10 tháng 4. Ngoài ra, Đức Tổng giám mục Gallagher cũng có chương trình thăm Bệnh viện Nhi Trung ương tại Hà Nội, là nơi đã hợp tác y khoa với Bệnh viện Bambino Gesù của Roma từ năm 2005. Sau đây là tin Giáo hội Hoàn Vũ. Kính thưa quý vị, theo Vatican News, thống kê thường niên của Giáo hội được Văn phòng Thống kê Trung ương của Giáo hội thực hiện cho biết, số tín hữu công giáo được rửa tội trên toàn cầu đã tăng lên trong năm 2022, với mức tăng tương đối là 1%. Cùng với đó, số đức giám mục và phò tế vĩnh viễn gia tăng, trong khi đó, số linh mục và tu sĩ giảm sút. Trên thực tế, trong khi số người công giáo ở châu Phi tăng 3%, thì ở châu Âu, tình hình có vẻ ổn định, không thay đổi. Tại châu Mỹ và châu Á, số tín hữu công giáo tăng ở mức độ trung bình, dương 0,9% và dương 0,6%, nhưng hoàn toàn phù hợp với sự phát triển dân số của hai châu lục này. Còn tại châu Đại Dương, thì số tín hữu lại suy giảm. Số giám mục trong giai đoạn 2 năm 2021-2022 tăng 0,25% từ 5.340 lên 5.353 vị, đặc biệt là ở châu Phi và châu Á, lần lượt là 2,1 và 1,4%. Số linh mục tiếp tục xu hướng giảm sút kể từ năm 2012. Trong năm 2022, sụt giảm so với năm 2021. Số linh mục toàn cầu trên thế giới năm 2022 giảm 142 vị so với năm 2021, từ 407.872 xuống 407.730 vị.
trong khi số linh mục tại châu Phi và châu Á gia tăng thì tại châu Âu và châu Đại Dương suy giảm. Số phó tế vĩnh viễn trong năm 2022 tăng 2% so với năm 2021 từ 49.176 lên 50.150 vị và tăng đều ở các châu lục. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe lịch công giáo. Lịch công giáo Tổng giáo phận Hà Nội từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 4 năm 2024. Ngày mai mùng 7 Chủ nhật 2 Phục sinh, Chủ nhật lòng thương xót Chúa, ca vịnh tuần 2, xứ Sở Kiện, Cẩm Cơ, Khoan Vĩ, Ngọc Mạch, Yên Duyên, họ Hùng Văn và họ Duyên Trang chầu mình thánh. Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu, linh mục tử đạo năm 1861, không cử hành lễ thánh Gioan Bautista La San, linh mục và không cử hành lễ nào khác kể cả lễ an táng. Mùng 8 thứ hai, truyền tin Chúa nhập thể, lễ trọng. Trong thánh lễ, phần kinh tin kính quỳ gối khi đọc câu bởi phép Đức Chúa Thánh Thần đến và đã làm người. Không cử hành lễ nào khác trừ lễ an táng. Mùng 9 thứ ba, Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, linh mục, tử đạo năm 1857, lễ nhớ hoặc lễ kính. Mùng 10 thứ tư, 11 thứ năm, Thánh Stanislao, giám mục, tử đạo lễ nhớ. 12 thứ sáu, 13 thứ bảy, Thánh Martino I Giáo Hoàng Tử Đạo. 14 Chủ nhật 3 Phục sinh, ca vịnh tuần 3. Sứ An Tập, Hà Thao, họ Lạc Chính, họ Đôn Thư Bến và họ Mậu Trử chầu mình thánh. Trong thánh lễ Chủ nhật này, xin các cha kêu gọi giáo dân quyên góp giúp chủng viện và việc đào tạo ơn gọi làm linh mục vào Chủ nhật sau. Không cử hành lễ nào khác kể cả lễ an táng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Người nói xong, liền cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Một người trong nhóm 12 tên là Tôma, cũng gọi là Didimo, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tôma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín, Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tôma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay thầy, đưa tay ra và đặt vào cạnh sườn thầy, đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tôma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy thầy nên anh tin, phúc thay những người không thấy mà tin." Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh người. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, Chúa Nhật thứ hai mùa Phục sinh được gọi là Chúa Nhật lòng thương xót Chúa. Các bài sách thánh trong Chúa Nhật này bày tỏ cho chúng ta hai khía cạnh của lòng thương xót Chúa, nhưng cũng đồng thời là hai khía cạnh trong đời sống đức tin của người tín hữu. Khía cạnh thứ nhất là dấu ấn của lòng thương xót Chúa được thể hiện ngang qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Quả thực, Chúa Giêsu đã bày tỏ tình yêu của Chúa Cha cho nhân loại một cách tuyệt đối và triệt để ngang qua cái chết của Con Ngài.
dấu đanh ở trên cánh tay và dấu đanh ở cạnh sườn là dấu chứng cho tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Dấu đanh ở trên cánh tay và dấu giáo ở trên cạnh sườn Chúa Giêsu là dấu chỉ của lòng thương xót Chúa cho nhân loại. Qua những vết thương ấy, tình yêu của Chúa tuôn đổ trên nhân loại, tha thứ cho nhân loại và ban cho nhân loại sự sống mới. Ở khía cạnh thứ hai, lòng thương xót của Thiên Chúa không chỉ thể hiện ngang qua cái chết của Chúa Giêsu mà biểu hiện là những dấu đanh. Thế nhưng còn thể hiện ngang qua một Đức Giêsu phục sinh, một Đức Giêsu đã sống lại và đang hiện diện trong giáo hội giữa nhân loại chúng ta. Đức Giêsu ấy vẫn đang hoạt động, vẫn đang cố gắng để lôi kéo con người tin vào tình yêu của Thiên Chúa, tin vào sự sống lại của người để nhờ đó mà họ được sống. Bài đọc 1. Bài trích sách Công vụ Tông đồ nói về các tín hữu thời sơ khai, những người đã đặt lòng tin vào Đức Giêsu Kitô đấng đã chết và sống lại. Họ sẵn sàng bán mọi tài sản của mình có, lấy tiền đặt dưới chân các môn đệ để các môn đệ lo cho những người nghèo khó trong cộng đoàn. Vì thế không ai phải đói rách. Và trong bài đọc thứ hai, Thánh Gioan Tông đồ cũng nhắc nhở các tín hữu thuộc cộng đoàn của mình, đó là cốt lõi của đời sống đức tin, đó là tin vào Đức Giêsu Kitô đấng đã chết và phục sinh. Nếu không tin vào Đức Giêsu thì không phải là con Thiên Chúa, và vì không tin vào Đức Giêsu cho nên người ta sẽ không thi hành lề luật của Chúa, mà nhờ đó mọi người sẽ được sống. Lòng thương xót của Thiên Chúa đã được bày tỏ ngang qua Đức Giêsu. Chúng ta các tín hữu, chúng ta được mời gọi hãy tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Hãy tin vào Đức Giêsu đấng đã chết để bày tỏ lòng thương xót, đấng đã sống lại và vẫn đang hoạt động trong tâm hồn chúng ta, trong giáo hội và trong thế giới hôm nay. Hãy tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa để mỗi người chúng ta được ơn cứu độ. Tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa để chúng ta cầu nguyện cho một thế giới cũng đang cần tới ơn cứu độ của Đức Giêsu Kitô. Xin Chúa nâng đỡ chúng ta và nâng đỡ thế giới của chúng ta. Amen. Chuyên mục Lời Chúa và Gợi ý Suy niệm vừa rồi đã khép lại bản tin Tổng giáo phận Hà Nội. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo. Alleluia!